Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại xem nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh để có thể cập nhật nhanh mức giá bán của dòng xe Honda Vario, nhưng là Vario nhập khẩu các bạn nha, phiên bản 125 của năm 2023. Hai phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình, một bên là sơn zin và một bên là sơn độ. Với mức giá bán của nó trong thời điểm hiện tại đã giảm đi khá nhiều rồi để có thể cạnh tranh được với những mẫu xe Honda chính hãng của dòng xe Honda Vario tại Việt Nam chúng ta. Phiên bản màu hồng đen các bạn đang theo dõi là phiên bản được sơn độ 3D các bạn nha. Và điều đặc biệt trên những cái phiên bản được nhập khẩu ấy, nó sẽ có thêm phần bắt gắn biển số phía trước, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Nó tăng thêm độ khỏe khoắn đẹp hơn. Nhiều bạn ấy lại thích ở nội dung này. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta ấy, những mẫu xe chính hãng nó sẽ loại bỏ đi cái vị trí bắt gắn biển số phía trước này các bạn nha. Hầu hết các nước thì đều không có trang bị, chỉ có Indonesia thôi. Và Ấn Độ là đang trang bị cái phần bắt gắn biển số phía trước trên những mẫu xe của mình. Dòng xe Honda Vario tại Việt Nam chúng ta tương tự giống với mẫu xe nhập khẩu ở đây. Trang bị cũng điển hình tiên tiến. Bình xăng dưới yên xe. Vị trí sàn để chân rộng rãi. Rồi tổng thể thiết kế là tương đồng, không khác gì cả. Khối động cơ là ESP. Cho ra công suất mô men xoắn thì cũng tương tự, giữa hai phiên bản nhập khẩu và chính hãng là giống nhau. Nhưng nó sẽ thấp hơn một chút so với mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 125 tại Việt Nam chúng ta khi được trang bị khối động cơ mới ESP cộng các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn ngắm cho mình. Phuộc cũng được đại lý độ lên cho nó để tăng thêm cái vẻ đẹp hơn cho xe. Với phuộc có bình dầu của Olin, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Các bạn có thể mua bản zin cũng được, mà muốn lên độ những cái món đồ chơi phụ kiện ấy cũng hoàn toàn được các bạn nha. Ở đây thì cũng đã lên cho mua nó một số những món đồ chơi phụ kiện lắp đặt trên xe như chống đổ này, rồi các cái vị trí bọc tay dắt, bọc cục máy của xe, rồi các cái vị trí tay thắng của xe cũng được bổ sung thêm. Phiên bản màu đen nhám này giống phiên bản màu đen nhám đặc biệt tại Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại màu đen nhám đặc biệt ấy ở Lý đang bán với mức giá bán khoảng tầm 41 triệu các bạn nha. Tức là nhỉnh hơn so với giá bán đề xuất của hãng vào khoảng tầm 1 triệu đồng. Còn ở đây, đen nhám được nhập khẩu hiện nay có mức giá bán vào khoảng tầm 40 triệu thôi. 40 triệu thôi, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Sơn độ 3D cho những bạn nào yêu thích muốn thêm ấy thì như phiên bản sơn độ 3D này cũng chỉ vào khoảng tầm 41 triệu. Tại vì các bạn cũng đã cộng thêm khoảng tầm 2 triệu rồi vì là chìa khóa thường các bạn nha. Chìa khóa thông minh ấy sẽ là 40 triệu, còn chìa khóa thường sẽ là 39 triệu thôi. Còn sơn độ 3D các bạn cộng thêm cho mình vào khoảng tầm 2 triệu nữa cho những cái màu sắc sơn độ 3D trên dòng xe Honda Vario. Rất cụ thể và chi tiết để các bạn có thể theo dõi với dòng xe Honda Vario ở đây. Đây, vị trí tay phanh của xe cũng đã được thay bằng tay phanh Racing Boy rồi. Các bạn có thể nhìn chính diện. Giữa phiên bản chìa khóa thường và phiên bản chìa khóa thông minh ấy, thì vị trí lốp xe của nó ấy, hãng lốp xe của nó cũng có sự khác nhau. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Và với những bạn nào đang quan tâm tới những dòng xe này, các bạn đến trực tiếp với đại lý xe máy nhập khẩu Tân Tạo để tham khảo xe cho mình các bạn nha. Với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Trang là nhân viên bán hàng của đại lý với số điện thoại 0362973808. Đây mặt đồng hồ của xe đây, mình bật lên để các bạn có thể theo dõi luôn. Full LCD hoàn toàn, các nút chức năng phím bấm trên xe trang bị cũng gần như đầy đủ. Loại bỏ nút bật đèn của xe mà thôi. Rất cụ thể và chi tiết để các bạn có thể theo dõi với dòng xe Honda Vario phiên bản 125 này. Giá bán hiện tại của nó chỉ từ 39 đến 40 triệu thôi. Mức giá bán này quá là hời rồi cho một dòng xe tay ga ở phân khúc 125 phân khối. Trong thời buổi kinh tế đang khó khăn như hiện nay thì mức giá bán của dòng xe, các dòng xe luôn, không riêng gì dòng xe Honda Vario này đâu, đang có mức giá bán cực kỳ tốt các bạn nha. Chưa có thời điểm nào giá bán lại tốt đến như vậy với những cái mẫu xe đến từ những hãng Honda, Yamaha, Suzuki v.v. Trước đây có những thời điểm mẫu xe này lên tới 50 triệu cơ, nhưng nay đã giảm về đúng giá trị thật của nó rồi. Để các bạn có thể có cho mình những trải nghiệm với mẫu xe này. Để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn thì mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý, gửi đến các bạn các cái màu sắc phiên bản khác nữa để các bạn có thể theo dõi một cách chi tiết hơn các bạn nha. Hiện tại đại lý đang có đầy đủ các mẫu xe từ chính hãng trong nước đến nhập khẩu, từ những mẫu xe số phổ thông đến những mẫu xe tay ga, từ tầm trung đến cao cấp và kể cả những mẫu xe côn tay như là Winner X, Exciter,
Rider Sachia Solid có đầy đủ luôn. Các bạn đến đại lý nói top 5 giới thiệu hoặc bạn Quỳnh Trang giới thiệu sẽ được hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại, giảm giá bán của xe, rồi giảm những món phụ kiện từ 30 đến 50%, hoàn toàn ok luôn. Đây là những phiên bản là sơn độ 3D và những màu sắc sơn zin của mẫu xe Honda Vario. Có cả phiên bản của năm 2023 các bạn nhé. Phiên bản 2023 thì thiết kế ở phần phía trước là dạng chữ V. Còn năm 2022 và 2023, 23 thì nó sẽ là dạng chữ M, 22 nó sẽ hạng chữ V. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Đây là một phiên bản màu vàng đen cũng rất đẹp nữa này. Mình rất thích những cái màu sắc vàng trên những cái mẫu xe. Không riêng gì dòng xe Honda Vario này mà các cái mẫu xe máy khác cũng đều rất thích những màu sắc vàng này. Nhìn cực kỳ nổi bật và ấn tượng luôn. Cặp mâm xe cũng đã được bố trí thêm trên cái mẫu xe này để các bạn có thể theo dõi. Rất nhiều những sự tùy chọn khác nhau. Hệ thống đèn thì full LED 100% các bạn nha. Với những bạn nào ấy mà thích cá tính một chút, thể thao một chút, đặc biệt là kể cả nam và nữ, hoàn toàn có thể lựa chọn dòng xe Honda Vario phiên bản 125 ở đây. Nó sẽ là có những đối tượng khách hàng khác nhau. Còn dòng xe Honda E-Blade ấy, nó sẽ phù hợp với những đối tượng khách hàng như là gia đình Việt Nam này, mua về có thể chồng đi được, vợ đi được, bố mẹ đi được, sau này con cái cũng đi được. Bởi mẫu xe đó thì có những cái điểm ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Vị trí sàn để chân của nó sẽ không được rộng rãi như dòng xe Honda Vario ở đây, nhưng đổi lại thì dung tích cốp xe của nó sẽ lớn hơn so với dòng xe Honda Vario ở đây. Và đặc biệt hơn nữa là khối động cơ có nhỉnh hơn một chút các bạn nhé, so với dòng xe Honda Vario phiên bản 125 này. Đây các bạn có thể nhìn ngắm này, các màu sắc đỏ trắng, đỏ đen, xanh lá cây, hồng trắng, vân vân. Kế bên cạnh là những cái mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 125 cũng đang có đầy đủ luôn. Rất chi tiết để các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Như mình nói rồi, với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang là nhân viên bán hàng của đại lý, với số điện thoại 0362973808 sẽ được bạn Quỳnh Trang tư vấn cụ thể về những dòng xe này. Có đầy đủ các mẫu mã để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Rồi, các dõi của mình, nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nhé. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.